Dạ vâng, chào các bác, là Lâm Thành Ô Tô. Thì ngay trước màn hình của các bác đây là hai siêu phẩm đứng cạnh nhau, một chiếc VinFast VF5 Plus và một chiếc VinFast VF6 Plus. Thế thì ở chương trình chính sách tháng 3 này, hiện tại hai dòng xe này đang có mức giá lăn bánh cụ thể ra sao? Thì hãy cùng em Thành Ô Tô đi tìm hiểu chi tiết về hai chiếc xe này nhé. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi về cái giá của chiếc VinFast VF5 bản Plus và VinFast VF6 bản Plus. Thì ở đây em Thành Ô Tô xin phép được báo giá là mua kèm pin luôn. Bởi vì với chính sách của tháng 3 hay là của những tháng gần đây thì giá mua đứt pin của hai chiếc xe là VinFast VF5 và VinFast VF6 đều rất là hợp lý. Mua đứt pin của VinFast VF5 chênh nhau so với giá thuê pin là 80 triệu, còn đối với lại chiếc VinFast VF6 là 90 triệu đồng. Trong khi cọc pin lại phải cọc thêm là 15 triệu đối với chiếc VinFast VF5 và 25 triệu đối với VF6 các bác nhé. Đấy, đây là hai cái mức giá cọc pin. Thế thì như vậy thì tự dưng cái quả pin của chiếc VinFast VF5 chúng ta chỉ chênh nhau có 65 triệu các bác nhá. Còn đối với lại chiếc VinFast VF6 cũng vậy, cũng chênh nhau là 65 triệu đồng so với lại giữa việc thuê pin và mua pin. Nên em xin phép là đưa ra lời khuyên tư vấn cho các bác là chúng ta lên mua đứt pin. Và tại sao lên mua đứt pin? Bởi vì VinFast VF5 và VinFast VF6 đều sở hữu công nghệ pin LFP, tức là công nghệ pin rất là thân thiện với lại môi trường, cũng như là chúng ta sẽ tăng cái khả năng về tuổi thọ của pin và chống cháy nổ các bác nhé. Đấy là hiệu suất của VinFast VF5. Tuy nhiên thì về hiệu suất sạc của hai chiếc xe này thì công suất sạc của nó sẽ không thể bằng so với lại VinFast VF34 hay VinFast VF8, VF9. Đấy, pin LFP nó có những cái ưu điểm như vậy. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ nặng về cả thân xác nữa. Đấy, cái khối lượng của quả pin về LFP cũng sẽ nặng hơn so với lại khối lượng của những chiếc xe khác sử dụng pin lithium ternary. Thế thì VinFast VF5 giá mua kèm pin sẽ là 559 triệu đồng, tặng kèm sạc pin 7,4 kW ở chương trình tháng 3 năm 2024. Nếu như chúng ta là những chủ xe xăng của VinFast mà lại đi mua xe điện của VinFast, mua kèm thêm một chiếc nữa, thì chiếc VinFast VF5 này sẽ được trừ tổng là 9% các bác nhá. 9%, một mức ưu đãi cực kỳ là hấp dẫn cho các bác. Và giá xe mua kèm pin chỉ còn 510 triệu đồng cho chiếc VinFast VF5, ra biển vào sẽ là 516 triệu đồng cho chiếc VinFast VF5 bản Plus. Đấy, đấy là chiếc VinFast VF5 bản Plus giá mua kèm pin. Còn chiếc VinFast VF6 bản Plus giá mua kèm pin sẽ là 866 triệu đồng sẽ được tặng kèm sạc pin. Tặng kèm sạc pin các bác nhá. Và hiện tại thì em Thành Ô Tô cũng sẽ tư vấn cho các bác là nếu như chúng ta là những chủ sở hữu xe xăng của VinFast, chủ sở hữu xe xăng của VinFast mà chúng ta mua thêm chiếc VinFast VF6 bản Plus này, chúng ta cũng được trừ tổng là 9%. Giá xe sẽ chỉ còn 790 triệu đồng, lăn bánh xuống đường tại khu vực biển tỉnh là 796 triệu đồng cho chiếc VinFast VF6 bản Plus kèm pin, tặng kèm sạc 7,4 kW các bác nhá. Một mức giá có lẽ là vô cùng là hợp lý ở thời điểm hiện tại, chính sách tháng 3 dành cho những người sở hữu xe xăng mua thêm xe điện của VinFast. Thế thì các bác đang không sở hữu xe xăng mà muốn mua những chiếc xe điện của VinFast với giá ưu đãi thì chúng ta cần phải chuẩn bị những gì ạ? Tức là chúng ta có người thân người quen là người nhà, đúng không ạ? Người nhà, người thân người quen đang đi xe xăng của VinFast thì chúng ta hãy nhờ họ đứng tên mua dùm chiếc VinFast VF5 VF6 này. Và để hợp thức hóa về giấy tờ thì các bác hãy liên hệ ngay với em Thành Ô Tô theo cái số hotline là 0961 395 131, hoặc số Zalo 0979188958 để hợp thức hóa mọi vấn đề về giấy tờ. Các bác nào có nhu cầu muốn quan tâm thì cứ gọi cho em Thành Ô Tô. Em Thành Ô Tô sẽ giúp các bác sở hữu những chiếc xe điện của VinFast với một mức giá hợp lý nhất, tốt nhất cho các bác. Và đặc biệt đối với chiếc VinFast VF6 bản Plus thì ở chương trình tháng 3 năm 2024 này thì riêng đại lý em đang có chương trình ưu đãi về phụ kiện trị giá lên đến 30 triệu đồng cho các bác về chiếc VinFast VF6 bản Plus các bác nhá. Nhanh tay nhanh chân bởi vì số lượng quá hạn. Các bác hãy nhanh tay nhanh chân lên đây ạ, bởi vì số lượng quá hạn nhá. VinFast VF5 thì em Thành Ô Tô sẽ có thêm gói phụ kiện trị giá 5 triệu đồng dành cho chiếc VinFast VF5 bản Plus. Nếu như các bác nào có nhu cầu quan tâm thì hiện tại bên em Thành Ô Tô đây đang có sẵn xe giao ngay đủ màu cho các phiên bản là VF5 và VinFast VF6
đầy đủ sẵn xe giao ngay các bác nhá, từ màu đỏ, màu trắng, màu xám, màu xanh, rồi đến màu xanh rêu của VinFast VF6 đều có sẵn xe giao ngay. Đấy. Thế thì các bác nào có nhu cầu quan tâm thì đừng quên alo ngay cho em Thành Ô Tô 0961395131 hoặc số Zalo 0979188958. Em Thành Ô Tô hỗ trợ giao xe, vận chuyển xe trên toàn quốc, hỗ trợ trả góp trên toàn quốc. Chỉ cần các bác nhấc máy lên gọi ngay cho em Thành Ô Tô theo cái số hotline kể trên thì em Thành Ô Tô sẽ phục vụ tận chân răng, phục vụ tận chân giường cho các bác. Đó. Còn bây giờ thì em Thành Ô Tô xin phép chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video clip tiếp theo. Em xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.